Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với bản tin 69 giây của Surface Việt. Mới đây, theo Business Insider, số lượng siêu anh hùng phải chịu số phận thê thảm trong Avengers Infinity War có thể sẽ còn nhiều hơn số người chết trong một tập phim Game of Thrones. Do có khá nhiều siêu anh hùng mới gia nhập vũ trụ điện ảnh của Marvel thời gian qua, không có gì lạ khi một số siêu anh hùng khác phải chấp nhận ra đi để nhường đất diễn cho người mới. Trong đoạn trailer này, chúng ta có thể thấy đại ác nhân Thanos sắp sửa có được mọi viên đá vô cực mà hắn đang tìm kiếm. Nếu Thanos có được chúng, hắn sẽ có thể xóa sổ một nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay. Trọng trách ngăn cản Thanos trước khi quá muộn được đặt lên vai của các siêu anh hùng Avengers. Đáng chú ý, trong trailer, Thanos có một câu nói như thế này: "I hope they remember you", báo hiệu những tổn thất không thể tránh khỏi của cuộc chiến. Trong trailer, chúng ta có thể thấy Iron Man, Captain America, Thor và Doctor Strange đang rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trong một phân cảnh, có vẻ như Thanos nắm đầu Thor. Một phân cảnh khác cho thấy Iron Man bị hội đồng bởi một tá quái vật ghê rợn. Và cuối trailer là cảnh Captain America đối đầu trực diện với Thanos. Chúng ta còn thấy Doctor Strange bị tra tấn cực kỳ đau đớn. Nhưng xét việc ông mới chỉ có một bộ phim riêng và là một siêu anh hùng khá mới mẻ trong MCU, thì nhiều khả năng Doctor Strange sẽ chẳng gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhiều khả năng những anh hùng phải hy sinh sẽ là Iron Man và Captain America, bởi cả hai đều đã xuất hiện trong MCU từ khá lâu và đã đến lúc nhường lại vai trò lãnh đạo Avengers cho những siêu anh hùng khác, chẳng hạn như vua T'Challa, tức Black Panther. Những điểm đáng chú ý nhất trong trailer, bên cạnh tình thế nguy hiểm của Iron Man, Thor và Captain America, là cuộc gặp gỡ của các nhân vật chưa từng biết đến nhau như Spider-Man và Doctor Strange, Groot và Thor, cùng phân cảnh toàn bộ các siêu anh hùng tập trung tại Wakanda cho trận chiến lớn nhất từ trước đến nay, với sự xuất hiện của các nhân vật từng góp mặt trong bộ phim Black Panther mới ra rạp gần đây. Và trên đây là bản tin 69 giây của Surface Việt. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ bên người yêu và gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào!